thì uh, trước tiên thì uh, cả đội đi vào vòng tứ kết thì uh, nói chung là cả đội rất đang cảm thấy rất là vui và rất là sẵn sàng tại vì tất cả tám đội ở trong vòng uh, tứ kết đều rất là mạnh họ họ mạnh và tất cả đã xem trận uh, ả rập saudi và uae nói chung là đội mạnh thì mình cũng mạnh theo cách của mình họ mạnh theo cách của họ thì uh, hôm nay thì toàn đội mới chuẩn bị thì uh, nói chung thì cốt chuẩn bị với tụi em theo chiến thuật của cốt ạ. À. Động lực của em là nhìn các cổ động viên mang đồ ăn Việt qua cho mình. Thì mình sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để không phụ lòng các người cổ động viên chuẩn bị sang tiếp tiếp tế tiếp, tiếp đồ ăn người Việt Nam cho mình và cố gắng đi càng xa càng tốt vì mục tiêu của em và toàn đội đến đây cũng đã hết 6 trận rồi về em em không nói là em chúng em sẽ đá chung kết nhưng mà mục tiêu của em thì em tự đặt ra cho mình thôi cái mạnh của Việt Nam thì tinh thần đoàn kết và không bao giờ bỏ cuộc dù chúng ta có bị thua trước hay là trong tình huống như thế nào đi nữa vào vòng tám đội thì tất cả đối thủ đều mạnh và đối thủ nào cũng mạnh theo cách của họ thì họ rất là nhanh thì chung mình nhỏ con thì mình sẽ luồn lách theo cách khác trước khi em đi thi đấu bóng đá tới giờ thì chỉ còn thủ môn là em chưa chơi thôi. thì U15 hay u 17 thì em cũng đã chơi hết vị trí rồi và nói chung thì vợ uh, uh, chiến thuật theo của huấn viên thì huấn viên đặt mình vào vị trí mình nào thì mình sẽ nghiên cứu cái vị trí đó chơi như thế nào và ra sân thì uh, mình sẽ cố gắng hoàn thiện tốt nhất cái chiến thuật của huấn viên này ra. khỏe của tôi em bây giờ là đang uh, chuẩn bị uh, À, tập trung vào trận tứ kết và tất cả đều rất là sẵn sàng và không riêng anh Toàn ra thì không còn ai không còn ai là à, có vấn đề gì ngoài à, chấn thương ạ à.